Kính chào quý khán thính giả thân thương của đài AVA 57.7. Hôm nay được hân hạnh có mặt ở đây, nhà hàng Golden Seafood, gốc Catella and Brokert. Lý do đến đây là có sự lời mời của cô Melissa Mỹ Linh và cô giáo Quyền Vi. Đến đây thật là bất ngờ, chúng tôi mới biết ở đây có một cái buổi văn nghệ gây quỹ cho các trẻ em mồ côi và khuyết tật ở Củ Chi, ở Việt Nam. Hôm nay đến đây với phóng viên Luân Trường của đài AVA. Trước tiên tôi xin gửi lời thân thương đến quý khán thính giả của đài 57.7 AVA. Chào cô Ngọc Nữ và ban giám đốc đài. Let's see, để chúng ta vào bên trong để chúng ta tìm hiểu coi cái buổi tiệc văn nghệ gây quỹ bữa nay ra sao. Xin chào hết tất cả quý vị. Kính chào quý khán thính giả thân thương của đài AVA 57.7. Hôm nay đứng ở trong nhà hàng Golden Sea gốc Brokert và Catella, chúng tôi rất là hân hoan đến đây để cùng nhau dự buổi văn nghệ, buổi tiệc dinner ấm áp tình người. Lý do tôi dùng cái chữ ấm áp tình người là tại vì có sự hiện diện của cô Melissa Mỹ Linh và anh MC Trần Quốc Bảo. Việc làm của anh Trần Quốc Bảo làm MC rất nổi tiếng trong cộng đồng, ai cũng biết. Và cô Melissa Mỹ Linh đã từng tổ chức nhiều show văn nghệ với cái tính cách là không phải đơn thuần về văn nghệ, nhưng lòng vào đó có tinh thần thiện nguyện. Buổi tiệc hôm nay cũng không ngoài mục đích là làm thiện nguyện. Xin cô Melissa Mỹ Linh cho biết là cái mục đích bữa nay, trong các quá khứ thấy cô Mỹ Linh đã từng ủng hộ thương binh, ủng hộ trẻ em mồ côi, ủng hộ các trẻ em khuyết tật. Hôm nay chủ đề bữa nay mình thế nào cô Melissa Mỹ Linh? Dạ, kính thưa quý vị đang coi đài AVA 57.7 hả? Dạ, Melissa Mỹ Linh và anh Trần Quốc Bảo tổ chức show Valentine bữa nay là để giúp cho các em khuyết tật ở Củ Chi Việt Nam. Và năm nay là vợ chồng em và chồng của em làm Jason Pat. Vợ chồng em đã tổ chức năm nay là năm thứ 8 rồi. Dạ, chúng em ngoài mục đích mà thứ nhất là chơi cho vui, rồi anh em chị em họp mặt và có dư tiền thì sẽ gửi về giúp cho các cháu. 100% tiền lời sẽ gửi về giúp cho các cháu ạ. Thật là một tấm lòng vàng của Melissa Mỹ Linh và các thân hữu của Mỹ Linh. Tôi biết rằng cái việc làm này nó rất là khó khăn và kiên nhẫn và phải biết bao nhiêu là công sức để tạo thành những cái buổi tiệc gây quỹ thế này. Trong những cái buổi tiệc gây quỹ không thể nào không thiếu những người MC hướng dẫn chương trình tài ba. Trước mặt tôi xin giới thiệu quý khán thính giả thân thương 57 AVA là anh MC Trần Quốc Bảo. Mời anh Trần Quốc sẽ trở lại chào và cho biết những cái ý nghĩa của anh và những cái gì mà anh có thể muốn nói ở trong buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn Thầy Nguyễn, cũng như xin được chào khán giả của ở đài truyền hình ABA 57.7. Thứ nhất là Trần Bảo rất là xúc động với việc làm của Melissa Mỹ Linh trong suốt 8 năm qua. Cái nơi trại Chiên Phước mà cái cơ sở mà nuôi dưỡng các trẻ em khuyết tật này tôi đã đến. Và chính thưa quý vị, những trẻ em khuyết tật còn chính là những bệnh nhân. Những bệnh nhân mà họ mang các em bị đau, bị thần kinh, bệnh bại não. Có bệnh luôn là bệnh xương thủy tinh, tức là loại bệnh mà các em trong quá trình ra đời xương được, không được hoàn tất, cho nên là rất giòn mà chấn thương nhẹ là các em bị gãy xương ngay. Tôi xúc động là vì các em cần tình thương yêu và cái cơ sở này, cái kinh phí dựa vào lòng hảo tâm của mọi người. Và kính thưa quý vị, các em trải qua rất nhiều sống, nhìn thấy các em sống như một người vô thức ấy, họ không biết được cái hoàn cảnh chung quanh thế nào, rất là đau khổ. Và anh Bảo ủng hộ Melissa Mỹ Linh là vì Melissa và chồng là Jason đã hy sinh rất nhiều trong 8 năm qua. Đó là những điều gì mà tôi xin được lặp lại là cái hành trang đời người nó rất nặng và chúng ta chỉ có thể đi qua khi nào anh giúp tôi giúp người khác và người khác giúp người khác nữa thì chúng ta mới có thể đi qua cuộc đời này. Cảm ơn thế. Cảm ơn anh Trần Quốc Bảo với những cái ý tưởng của anh thật là đánh động được lòng người. Cá nhân tôi, khi tôi nhìn qua, tôi nghe anh Trần Quốc Bảo phát biểu, tôi thấy anh Trần Quốc Bảo cũng rất là có nhiều cảm xúc, giống như là chị Melissa Mỹ Linh. Thưa anh chị,
cái việc làm của anh chị thật đáng là ca ngợi, mà cá nhân tôi thật là ngưỡng mộ. Không phải, tôi nghĩ không phải một mình cá nhân tôi ngưỡng mộ, và toàn thể những người đang đến đây ủng hộ, và những người đã coi trên đài truyền hình, khán thính giả coi trên đài truyền hình, và những người coi ở trên Facebook và YouTube, chắc chắn họ cũng một lòng với anh chị. Thì thưa anh chị, hôm nay cũng nhân dịp Valentine, cũng là cái dịp mà chúng ta hội tụ đây vui chơi, nhưng không quên nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ những trẻ em mồ côi, khuyết tật. Những việc làm của anh chị bữa nay, tôi thấy, theo tôi thấy, tôi nhìn xung quanh quang cảnh, tôi thấy sẽ có một kết quả rất là khả quan. Theo anh chị nghĩ rằng những cái số tiền, những cái việc làm của anh chị tạo ra những công đức này, và mấy anh chị nhờ ai để mà trực tiếp lo cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật? Tôi có nghe phong phanh là mấy anh chị có một vài các sơ và các tổ chức thiện nguyện, thì hôm nay anh chị có thể cho biết cụ thể không? Dạ, thưa với anh là thí dụ như ngày hôm nay là ngày show, thì khoảng chừng chủ nhật tuần này hoặc là em có thể sometime em chờ chủ nhật tuần sau nữa xem có ai ủng hộ thêm tiền không, thì em sẽ gửi thẳng về Thiên Phước cho Sơ Hòa. Dạ, Sơ Hòa là người trưởng trong cái hội các cháu khuyết tật. Sơ Hòa là người manager ở trong đó, thì em gửi thẳng về cho Sơ Hòa luôn, chứ không có qua một trung gian nào hết. Dạ, em gửi ở chỗ Hồng Lan gửi tiền, chuyển tiền vậy ạ. Dạ, em còn receipt tất cả, và hy vọng các mạnh thường quân nếu mà ai có lòng giúp đỡ các cháu thì liên lạc thẳng với Melissa Mỹ Linh là 714-308-0970 để được nhận được phone của Sơ Hòa để trực tiếp giúp cho các cháu cũng được ạ. Dạ. Cảm ơn Melissa Mỹ Linh. Và nhân dịp đây thì tôi xin mến chúc Trần Quốc Bảo và Melissa Mỹ Linh được thành công trong những việc làm thiện nguyện như ngày hôm nay. Và tôi tin rằng trong quá khứ anh chị đã làm được những chuyện mà tôi thấy có kết quả rất là đắc lực, rất là thành công. Mà tôi biết bữa nay cũng sẽ thành công và tương lai sẽ thành công. Rồi những việc làm của anh chị á, tôi nghĩ rằng không cần ai trả ơn, mà anh chị sẽ nhận lại được một phần thưởng rất là xứng đáng. Đó là tinh thần ơn trên sẽ phù hộ cho các anh chị và cho tất cả những người làm thiện nguyện. Nhân dịp Valentine, tôi xin cầu chúc cho tất cả quán khán thính giả của đài 57.7 AVA, và cầu chúc cho Trần Quốc Bảo, chị Melissa Mỹ Linh được một ngày hạnh phúc vui tươi, và tất cả mọi người yêu mến anh chị đã có bây giờ sẽ yêu mến hơn, và sự đóng góp sẽ nhiều hơn, và anh chị sẽ được tội nguyện với những tấm lòng thiện nguyện, tấm lòng vàng của anh chị đã làm. Mời anh Trần Quốc Bảo và chị Melissa Mỹ Linh có lời gì với khán thính giả, lời chót. Lời cuối cùng, chào Bảo cùng với Mỹ Linh, cùng với Jason, cảm ơn tất cả những người thương yêu. Lời xưa từng nói rằng là trí tuệ giàu có nhờ nó nhận được, và con tim giàu có nhờ nó ban cho. Cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị đang lắng nghe. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Xin chào. Chào. Hello. Ôi chào Hà Vi. Hello chú Thế. Hà Vi, may mắn được gặp Hà Vi bữa nay. Hôm nay chú Thế làm gì ở đây đây? Hôm nay chú vô đây để ủng hộ một cái buổi văn nghệ gây quỹ để giúp cho các trẻ em khuyết tật mồ côi. Hà Vi được một người bạn mời tới đây, mà không biết là nhân cái dịp mà Valentine nữa nên là Hà Vi mặc cái màu trắng. Cảm ơn Hà Vi nhắc nhở đến cái vấn đề Valentine. Cái lễ tình nhân sắp tới đây vài ngày, thì sẵn dịp đây thì chú Thế muốn hỏi Hà Vi, trong cái ngày lễ Valentine sắp tới đây, Hà Vi có một cái tâm tư gì, có một cái gì gửi gắm hết tất cả mọi người? Lễ tình nhân không có phải là phải cặp đôi trai gái. Lễ tình nhân là lễ Valentine, là lễ đem tình yêu thương đến tất cả mọi người. Thì trong cái tình yêu thương mà chú thấy ở nơi Hà Vi trong các năm tháng qua, Hà Vi đã từng làm thiện nguyện, Hà Vi có cái nhóm tình thương của Hà Vi nữa, thì cái lễ Valentine cũng là một cơ hội để lan tỏa
tình yêu của Hà Vi. Hà Vi có kế hoạch gì trong một vài tuần nữa để đem tình thương, mến thương đến tất cả mọi người không? Cảm ơn chú Thế và Hà Vi xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Hà Vi quý vị thấy là thay đổi lộn ngược lại đó. Hà Vi là được phỏng vấn cho quý vị. Và ngày hôm nay thì ở đây diễn ra một cái chương trình rằng là ủng hộ cho trẻ em mồ côi ở Việt Nam. Cũng mới nghe được một cái anh ở đây, anh nói rằng là do bà xã của anh ấy nghĩ ra rằng là đây là cái chương trình trước ngày lễ Valentine nên là mời mọi người tới đây, đồng thời là cũng gây quỹ ủng hộ cho trẻ mồ côi. Thì Hà Vi cũng đã giúp cho những trẻ em mồ côi là hơn 20 năm rồi ở Việt Nam. Và hiện nay thì cái nhóm tình thương của đài AVA 57.7 cũng đang phát triển rất là tốt. Nên là Hà Vi cũng đem đến đây là giống như là mình rất là vui và hy vọng rằng sẽ ủng hộ một chút tấm lòng của mình trong chương trình đêm nay. Cảm ơn Hà Vi. Theo chú nghĩ cái tấm lòng là nó cao cả, nó quan trọng hơn ngay cả hơn cả vật chất. Xong suốt quá trình trong hơn 10 năm qua, Hà Vi cũng đã từng làm thiện nguyện. Đó là tấm lòng của Hà Vi. Chú gần đây chú cũng đi làm thiện nguyện là do sự ái mộ Hà Vi. Và chú đã thành công làm việc chung với Hà Vi 7-8 tháng vừa qua trong cái nhóm tình thương. Và chúng ta đạt được cái nhiều kết quả. Chú hy vọng rằng năm nay là chú sẽ diện kiến được tình yêu, một tình yêu mà Hà Vi mang theo mà Hà Vi vẫn còn giấu. Có thể là Hà Vi vấn đề tế nhị, nhưng mà chú biết là mọi người đều yêu thương Hà Vi. Trong tình chú cháu, lúc nào chú cũng yêu thương Hà Vi với tình chú cháu. Chúc Hà Vi có một mùa với Valentine thật tuyệt vời, thật hạnh phúc. Nhân dịp đây, qua làn sóng này, chú cho gửi lời thăm Văn Hồng và bác sĩ Bùi Cường. Và cũng như cảm ơn chị Ngọc Nữ ban giám đốc đài đã tạo nhiều cơ hội để cho chú cháu tôi làm được những việc rất là bổ ích cho mọi người, nhất là những việc thiện nguyện. Xin chào quý khán thính giả của đài AVA 57.7. Kính thưa quý vị, hôm nay là còn vài ngày nữa là Valentine, và hôm nay chúng tôi được hân hạnh đến nhà hàng Golden Seafood gốc Catala và Brokers để chúng tôi dự một buổi tiệc gây quỹ cho các trẻ em khuyết tật và mồ côi. Nhân dịp này chúng tôi tình cờ gặp lại hai anh chị mà tôi rất là ngưỡng mộ, mà tôi cho đây là một cái cặp đôi rất là hoàn hảo. Xin giới thiệu quý khán thính giả, đây là anh Hiệp Ngô và chị Kim Ngô. Trước khi được nhường lời cho chị Kim Ngô và anh Hiệp Ngô, tôi muốn hỏi anh chị, hôm nay anh chị đến đây nhân dịp Valentine cũng là cái buổi gây quỹ cho trẻ em khuyết tật mồ côi. Anh chị đến đây với cái lòng hao hức, anh chị đến đây trong cái sự celebrate của cặp tình nhân Valentine. Anh Hiệp với chị có cảm nghĩ nào? Thôi mời chị Kim Ngô, chị có lời trước. Dạ, xin mến chào anh Thế, anh Martini Thế, và kính chào đài AVA 57.7. Hôm nay rất là vui được đến đây, một công hai chuyện luôn, là mình giúp các bé mồ côi, và nhân đó mình tổ chức tiệc Valentine luôn, thành ra rất là vui để được đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn chị Kim Ngô. Tiếp theo là lời chào thân thương của anh Hiệp Ngô. Trước khi anh Hiệp Ngô ngỏ lời thì tôi cũng xin giới thiệu qua, anh Hiệp Ngô là một người bạn đồng đội của tôi, là một niên trưởng của tôi. Anh đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc của anh rất khiêm nhường, rất là đại quý, và anh đã từng làm cho Bộ Quốc phòng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và với tấm lòng lúc nào cũng được rèn luyện của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngoài vấn đề chiến đấu để bảo vệ cho tự do, anh Hiệp Ngô lúc nào cũng nghĩ đến cái vấn đề dân vận và nghĩ đến cái việc làm thiện nguyện để giúp cho toàn dân Việt Nam. Hôm nay, trong buổi lễ gây quỹ hôm nay, xin anh Hiệp Ngô có một vài cảm nghĩ về cái buổi gây quỹ cho các em
khuyết tật và mồ côi ở Việt Nam. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn anh Thế và xin cảm ơn đài AVA 57.7. Ngày tình nhân đó, cũng là ngày tình yêu, đó là một ngày rất là quan trọng. Chúng tôi thấy rằng thì là nếu mà tình yêu lan tỏa thì cái hôn nhân hay là cái đời sống của con người nó sẽ thoải mái hơn. Do đó hôm nay có buổi tiệc, trước hết là buổi tiệc để giúp đỡ các trẻ em mồ côi, thì chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đến để chia vui và để đóng góp, và đồng thời cũng là ngày tình yêu, thành ra chúng tôi rất là mừng đến để được tham gia vào cái buổi tiệc hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Hiệp Ngô. Tôi biết rằng anh lúc nào cũng là một người chồng gương mẫu, lúc nào cũng lo cho chị Kim Ngô rất là chu đáo. Thì chính cá nhân tôi thấy mỗi lần chị anh lo cho chị Kim Ngô, thấy chị Kim Ngô gương mặt được hạnh phúc, và cũng làm tôi tủi thân, tại vì cách đây 2 năm bà xã tôi cũng là một người vợ thương yêu, tình coi như là được Chúa thương hơn và Chúa gọi về. Thì hôm nay lễ tình nhân, tôi đến đây ủng hộ cho các em, chỗ gây quỹ cho các em trẻ em mồ côi để gửi về cho các sơ ở Việt Nam, ở quận Củ Chi, và đồng thời cũng celebrate với anh chị Hiệp. Tại vì bây giờ thì tôi chỉ có một mình, thì tôi sẽ đeo theo anh Hiệp với chị Kim Ngô. Tôi thấy anh chị hạnh phúc, tôi chúc mừng và tôi ngưỡng mộ. Nhân dịp đây thì tôi cũng xin mến gửi lời chúc đến hết tất cả những khán thính giả thân thương của đài AVA 57.7, một mùa lễ tình nhân thật là yêu thương, thật là ấm cúng. Tôi mong rằng tất cả quý khán thính giả thân thương của đài AVA 57.7 được nhiều sức khỏe, yêu thương nhau, đùm bọc nhau trong mọi nơi, mọi chốn, để chúng ta sống chung với nhau lúc nào cũng được an bình và hạnh phúc. Xin mời anh Hiệp và chị Kim Ngô gửi lời chào với khán thính giả. Vâng, xin cảm ơn anh Thế và xin gửi lời chào đến đài AVA 57.7. Cảm ơn anh Thế rất là nhiều, và xin chúc tất cả mọi người ngày hôm nay thật là vui vẻ và thật là nhiều hạnh phúc. Lời nói cuối cùng tôi xin chuyển mượn làn sóng này để mến chào chị Ngọc Nữ, chào Trần Sơn, chào Hạ Vi, chào Luân Trường, và chúc tất cả mọi người có một mùa Valentine thật là ấm cúng và hạnh phúc. Xin kính chào.